Xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Còn hôm nay thì vườn mai của chị Hà có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa về một lô mai ghép thanh mai thọ hương, ô cúc vàng thọ, đầu đế VIP nè cô chú anh chị ha. Đó, liền cốt 100% ghép 3-4 mùa. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của chị Hà ha. Hôm nay giá cũng khá là ưu đãi nha cô chú anh chị. Rồi không làm mất thời gian nữa ha. Mình vào gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi bà chủ ơi. Dạ rồi, em cũng xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình nha. Em hôm nay trở lại kênh em cũng giao lưu một số mai để anh chị em mình chơi Tết 2024 nha. Rồi. Dạ, cái này thì em lên có 3 giống nha. Rồi. Thọ hương với lại thanh mai với dạng thọ ha. Rồi. Dạ, cái này em nói tiếp với clip trước là mã số 21C á. Rồi. Dạ, là một cây thanh mai. Cái này đế VIP luôn nha cô chú anh chị. Nè. Đó. Quá trời cái cục đế này luôn ha. Con rồng có nguyên cái đuôi dữ dằn luôn cô chú anh chị ha. Và liền cốt 100% ha. Cây nè, lên hột gạo hết cô chú anh chị ha. Đó. Tết hai cô chú anh chị mình khỏi lo về bông ha, mỗi mắt lá đều có hột gạo hết. Rồi thông số luôn, chiều cao tán ngang hoành luôn bà chủ ơi. Rồi cái này thì hoành nó bằng cái này được 5,5. Thì nói chung hoành cây này, hoành cả này là từ 5 6 7 8 nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao là được 61. Rồi. Tán ngang của cây là được 68. Rồi. Rồi cái này thì em giao lưu 400 nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 22C. 22C cúc thọ hương hả bà chủ? Một cây cúc thọ hương. Cái tàn quá rồi, cái tàn luôn. Cây ghép 3 mùa mấy cô chú anh chị ha. Cái thân thì hơi nhỏ mà cái tàn thì khủng khiếp. Liền có 100% như cây ghim này cô chú anh chị. Mình về mình chơi ok ha. Cái đế lượng lượng con rồng luôn. 1, 2, 3 lượng cô chú anh chị ha. Rồi thông số chiều cao tán ngang. Hoành thì cỡ 5, 6, 7 nha cô chú anh chị. Rồi cây này chiều cao là 71 ha. Rồi. Rồi tán ngang của nó là được 72. Rồi. Rồi cái này em giao lưu 350 nha. Đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 23C. 23C là một cái cúc vạn thọ nha. Rồi cái này thân lắc cũng rất dễ thương cô chú anh chị ha. Cái này bo già nha cô chú anh chị. Đó. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Hoành đi. Rồi cây này hoành được gần 7. Rồi. Rồi chiều cao được 61. Rồi. Tán ngang là được 64. Rồi. Rồi cái này em giao lưu 450 luôn nha. Đổi cây luôn ha. Rồi mã số 24C. Rồi 24C là một cây thọ hương nha. Rồi. Ê, tàn cũng khá là ok nha cô chú anh chị. Rồi. Bo già nó lên nụ nè cô chú anh chị ha. Đó. Cây lên mỗi nét lá đều lên hột gạo hết cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn bà chú ơi. Rồi cây này hoành được 5,5. Rồi. Rồi chiều cao được 75. Rồi. Tán ngang là được 64. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 400 nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 25C. Rồi. 25C cũng là một cây thọ hương luôn nha. Rồi. Cái này tàn khá ok luôn cô chú anh chị mà. Tàn đều đó, tàn lớn của chú anh chị ha. Nói chung cái này cây này nó liền cốt hết trơn ha. Cái này về mình chơi mình khỏi sợ gì hết luôn ha. Rồi thông số luôn bà chú ơi. Rồi cây này thì hoành được 5,5. Rồi. Rồi chiều cao là được 72. Rồi. Tán ngang là được 65. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cũng 450 luôn nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 26C. Rồi 26C là một cây thọ hương luôn nha. Cái này tàn khủng khiếp, cái tàn của chú anh chị thấy không. Hàng liền cốt mà cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình mua á, mình lựa mấy cây hàng mà liền cốt mà cây như thế này cô chú anh chị ha. Lá nó xanh như thế này cô chú anh chị. Đó, cái thời điểm này cô chú anh chị mình mua lá xanh, chị đừng mua lá vàng nha. Lá vàng là cây bệnh nha cô chú anh chị. Đó, gần giống như là tháng tầm tháng 11, 12 âm lịch. Đó, thì nói chung á là mấy tháng đó là lá nó vàng là bình thường. Còn bây giờ mấy tháng này mà cô chú anh chị mình mua mà lá vàng là thua nha. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này hoành được 8. Rồi hoành 8. Múc ở trên đó cô chú anh chị ha. Rồi chiều cao là 74. Rồi. Tán ngang là được 64. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 550 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 27C.
27C cũng là một cây thọ hương luôn nha. Rồi. Tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Rồi, cho xin thông số cái này luôn bà chủ ơi. Dạ. Hàng liền cốt cô chú anh chị. Liền cốt, cái cốt bự chảng của chú anh chị, thân eo eo rất là dễ thương nha. Cái này là ghép này cũng 4-5 mùa cô chú anh chị ha. Nó chọc ghép nó bự hơn tay cái luôn cô chú anh chị. Gốc nhớt mà để mà nuôi tới giờ này là cũng phải 4, như vậy là phải 4-5 mùa cô chú anh chị ha. Rồi cây này hoành được 8,5. Rồi. Rồi chiều cao là 1m05. Rồi. Rồi tán ngang của cây là 66. Rồi. Rồi cây này em giao lưu là 750 nè. Rồi mình đổi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 28. Rồi 28C. Rồi. Chết mẹ lại nó bị gì vậy? Cây phụng hoàng ha bà chủ ha. À 28C cây phụng hoàng. Cái này bo già lắm cô chú anh chị ha. Hàng ghép liền cốt cô chú anh chị. Nè. Liền cốt 100 nè. Con rồng 3 lượng cô chú anh chị ha. Năm tới năm rồng mình mua rồng gì mình trưng Tết ha. Đó, rồng 3 lượng cô chú anh chị ha. Rồi, rồng bay vào nhà. Rồi, cái này hoành nó bằng ngón tay mình nha. Rồi. Rồi, chiều cao 64. Rồi. Ủa 61 chứ nó lộn. Rồi, tán ngang 58. Rồi. Rồi, cái này em giao lưu 350 nha. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo cây mã số 29C. 29C là một cây không nhị nha. Rồi, cúc không nhị bằng quyết long nha cô chú anh chị. Cái này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Đó, củ đế có luôn cô chú anh chị nha. Nè, nguyên củ. Hàng liền cốt 100% nha cô chú anh chị. Rồi, thông số chiều cao tán ngang bà chủ ơi. Gốc thì hoành cỡ tay đỏ ha. Rồi, cái này chiều cao 60. Rồi. Rồi, tán ngang được 45. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 250 nha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 30 hả? 30C. 30C là một cây cúc cam nha. Rồi. Rồi cái này cũng là cây cuối clip của em luôn nha. Rồi. Cái này gốc nhớt mà nó cũng liền gà dấu ghép rồi ha. Liền cốt rồi cô chú anh chị ha. Đế có luôn cô chú anh chị, nguyên cũ nè. Đó, viết không? Tàn khá cúc cam nha cô chú anh chị. Bông 24 36 cánh. Rồi. Gốc thì bằng hoành cỡ bằng ngón tay út nha cô chú anh chị. Rồi cái này chiều cao 57 nè. Rồi. Rồi tán ngang của cây là được 45. Rồi. Rồi cái này thì em giao lưu 150 nha. Rồi cây này cuối clip luôn ha, mình chào hết rồi. Rồi cái này cũng là cây cuối clip luôn nha. Thì rồi. Em cũng xin kính mong được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em mình gần xa ha. Và xem nhiều nhiều ủng hộ cây giùm em nha. Em cũng xin cho số điện thoại là 0398932309 nha. Đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Hà cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.